chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến bởi các hình thái gây mưa cho Bắc Bộ là rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng Bằng và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên độ cao khoảng 1.500m, nên toàn miền sẽ có mưa rào và dông. Thời gian mưa xảy ra chủ yếu vào thời điểm về đêm và sáng. Mưa vừa, mưa to và dông sẽ tập trung nhiều ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi là trên 70mm. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp. Người dân cần lưu ý đề phòng. Do có mưa nên mức nhiệt thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Vùng núi có nơi dưới ngưỡng 23 độ. Sang ngày mai mưa giảm hơn, ban ngày trời có những khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 31 đến 33 độ, một vài nơi xấp xỉ hoặc là trên ngưỡng 34 độ. Các tỉnh duyên hải miền Trung trong đêm nay và chiều tối ngày mai cũng có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh và khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận. Ban ngày, hầu hết các nơi trời đều có nắng, cảm giác khá oi ả vào trưa chiều, với nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Đối với các tỉnh phía Nam dọc từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam hoạt động, nên trong đêm nay và ngày mai, tại hai khu vực này vẫn có mưa nhiều nơi. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 cho tới 40mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và cả gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, trong ngày mai trên hầu khắp các vùng biển thuộc khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông. Nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh tiềm ẩn hết sức nguy hiểm. Tầm nhìn xa bị giảm gây ảnh hưởng đến mọi hoạt động hàng hải, bà con ngư dân cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.